Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo lịch trình dự kiến, đoàn của Tổng thống Putin sẽ đến sân bay Nội Bài Hà Nội trong ngày 19 tháng 6. Toàn bộ lễ đón chính thức và các cuộc gặp song phương với lãnh đạo của Việt Nam được diễn ra vào ngày 20 tháng 6. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai bên sẽ nghe giới thiệu văn kiện ký kết và phát biểu với báo chí sau hội đàm. Đồng thời, Tổng thống Putin sẽ cùng Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng du học tại Nga, có các hoạt động với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm lên trong tình hình mới. Đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, chuyến thăm không chỉ là sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga đối với mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, xác định rõ hơn lĩnh vực hợp tác trọng điểm từ kinh tế, thương mại quốc phòng an ninh năng lượng khoa học công nghệ đến giáo dục văn hóa ngoại giao nhân dân các mục tiêu dài hạn và kế hoạch hành động cụ thể sẽ được đề ra nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của quan hệ song phương trong tương lai